LL đúng không? Thế thì như chúng ta đã biết là nếu như mà một cái vi, khi mà vi khuẩn phong này nó xâm nhập gọi là pH đấy đúng không, xâm nhập vào cơ thể thì cái lúc gọi là nói ngông la rằng mình đánh nhau giữa vi khuẩn và cơ thể, hệ thống miễn dịch của cơ thể. Thế cho nên là cơ thể có thể mắc một cái thể người ta gọi là thể bất định, tức là gì, nó chưa xác định được cái phân thắng bại giữa cái vi khuẩn và cơ thể, có hiểu không nào? Thế cho nên là gì, cơ thể có thể nếu như mà số lượng rất nhiều đúng không, người ta gọi là thể bất định, có đúng không ạ? Nếu như mà cái vi khuẩn vào cơ thể mà cơ thể khỏe mạnh rồi, có miễn dịch rồi, đã tiêm vaccine chống lao BCG rồi, phòng miễn dịch hoàn toàn khỏe mạnh thì người ta sẽ không mắc bệnh, sẽ lên trên này nói hơn, không mắc bệnh, có hiểu không ạ? Như vậy là gì, có hầu hết những cái trường hợp khi vi khuẩn vào cơ thể có miễn dịch kém, có rất nhiều nguyên nhân miễn dịch người ta khỏe, miễn dịch người ta đã tiêm vaccine BCG rồi. Trước đây là gì, có một nghiên cứu về khang chính thì khang là xuất khang, có nghiên cứu về cái tác dụng của vaccine BCG này trong cái phòng ấy. Thế cho nên là gì, cái thịt chéo nó có thể tác động vào làm cho vi khuẩn diệt vi khuẩn. Thế cho nên là gì, hầu hết những cái vi khuẩn hoặc cơ thể này không có bệnh. Cho nên chúng ta cũng yên tâm, bởi vì sao, chúng ta có thể tiếp xúc với bệnh phong rồi, có thể là gì chúng ta đã nhiễm, thế nhưng mà chúng ta không có bệnh gì cả vì rất nhiều lý do như tôi đã nói. Thứ hai là gì, nếu như mà miễn dịch nó không được tốt lắm, không ạ, không có miễn dịch chéo, thì lúc đó nó có sự giao tranh giữa vi khuẩn và miễn dịch cơ thể, nó gây ra một cái bệnh gọi là viêm thể, gọi là thể hay gọi là thể phong bất định, có rõ không ạ? Đấy nhá, đấy. Thế thì cái thường là như thế. Thế thì đây là cái phong gọi là phong bất định. Chúng ta biết cái thể phong bất định là gì, cái triệu chứng nó chỉ là một cái giác, chúng ta học lý thuyết rồi, nó là một cái giác trắng đúng không? Thế thì và trên nó hơn hết sắc tố giới hạn có thể rõ ràng, có thể không rõ ràng, xuất hiện có một ở vùng da hở đúng không ạ? Thế và trên con lông vô dụng, nó khô, nó bóng, và nếu chúng ta có cảm giác thì nó là cảm giác bệnh, chín cái đặc điểm của cái tổn thương cơ bản chúng ta rõ rồi. Thế thì nếu như mà miễn dịch của cơ thể tốt, đúng không ạ? Miễn dịch của cơ thể tốt, đánh bại con virus khuẩn đi thì cũng sẽ khỏi bệnh. Hầu hết là như thế này. Nhiều khi chúng ta nhiễm mà không bị mắc thể gọi là thời thể bất định, thế xong rồi là miễn dịch tốt lên rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ không vậy. Còn trong trường hợp mà vi khuẩn không bị đánh bại thì nó phụ thuộc vào rất nhiều cái miễn dịch tế bào của cơ thể. Nếu như miễn dịch tế bào mà cái gọi là CMI, tức là miễn dịch chúng ta trước đây gọi là trung gian tế bào, thì nếu như mà miễn dịch qua trung gian tế bào mà tốt đấy, thì bệnh nhân sẽ mắc một thể người ta gọi là thể T, có rõ không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Nhưng nếu như miễn dịch của cơ thể mà không tốt, vi khuẩn phát triển một cái tràn lan, miễn dịch không ngăn được con sự phát triển của bệnh thì người ta dễ mắc thể người ta gọi là thể L, có rõ không ạ? Nghe hiểu rõ chưa? Nhưng nếu như mà miễn dịch của cơ thể vi khuẩn vẫn cứ trung chiêng, vẫn cứ chưa rõ ràng biết cả, thì dễ mắc thể người ta gọi là thể B, borderline, tức là thể trung gian. Đây là thể bất định, đây là thể trung gian, đây là thể B, đây là thể L, đó chưa ạ? Như vậy là gì, tùy thuộc vào cái miễn dịch của cơ thể mà bệnh nhân có thể mắc các thể khác nhau, có rõ không ạ? Thế thì có những cái trường hợp thuần thục nó như thế này, nhưng có những trường hợp là không mắc thể y một chút nào hết cả, khi vi khuẩn vào cơ thể hoặc là khỏi hoặc là chuyển luôn các cái thể, chuyển luôn sang các thể B, có rõ không ạ? Đấy.
các anh chị nắm rất chắc cái này. Đó. Bởi vì các anh chị nhìn cho trong sách không, họ sẽ không giải trình do như thế này, cho nên các anh sẽ học nó sẽ rất là lâu, rất là khó. Khi tôi nói như thế này chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Và rõ chưa nào? Thế thì đây là một cách phân loại này, là cách phân loại của Madrid hội nghị ở chống bom thế giới năm 1952. Madrid người ta chia phong ra làm bốn thể, một là thể Y, thể T, thể B và thể L. Đó chưa nào? Chúng ta một phải nắm chắc cái này, bởi vì trong đề thi bao giờ cũng có về phong cũng có cách phân loại theo Madrid 1953. Chúng ta nắm chắc cái này. Đối chúng ta cái triệu chứng thì tôi không nói nữa, chúng ta nêu rõ ra, chúng ta có thể giải trình ra, nhưng cũng có thể cần biết một cái bảng đấy thôi. Triệu chứng lâm sàng, miễn dịch, rồi là tổn thương thần kinh, tổn thương da, tổn thương thần da, tổn thương thần kinh, rồi miễn dịch, rồi tiến triển, đúng không ạ? Đấy chứ nào, thế rồi giải phẫu bệnh, thế là người mình tối đa rồi, chứ không phải giải trình đến mấy trang nữa. Vì trong cái gọi là đáp án thì cần nêu văn như thế thôi. Như vậy là gì? Như thế này thì rất là dễ dàng cho các bác sĩ ở tuyến địa phương, người ta không cần phải sâu. Nhưng mà trên thực tế lâm sàng ấy thì người ta thấy rằng là có những cái trường hợp bệnh nhân không chẳng ra thể B, không chẳng ra thể T. Và thể T là gì? Đó là những cái tổn thương cơ bản, nó là mảng phủ, đúng không ạ? Đấy. Thế mà trên đó là những cái phủ kích thước khoảng 0.2 đến 0.5 cm sắp xếp thành màng phủ này, đúng không ạ? Đấy, nó xu hướng là gì, lan ra xung quanh lành ở giữa phần cái bộ đỏ nâu một chút xíu trên con phút này. Rồi trên cái màng phủ đấy thì lông dụng to, cái bóng số lượng thì có 1-2 phút ruột ở vùng da hở, như là các cái chiếc phủ trên cái lý thuyết thì nói các em nhiều nữa. Nhưng mà trên thực tế thì có thấy là có những cái trường hợp cũng không có màng có thể B, cũng có thể B màng có thể D, đúng không ạ? Đấy. Thế thì người ta nghĩ rằng tại sao mình không đặt sâu hơn để cho các bác sĩ có thể nghiên cứu, không mà có chẩn đoán một cách rõ ràng hơn mà và có thái độ điều trị nó tốt hơn. Thì có những cái trường hợp bệnh nhân, đúng không ạ, nó giữ hai thể B và D, chúng ta đặt sang một thể ta gọi là thể BT, vòng natriuretic, nhớ chưa nào? Cũng có những cái trường hợp bệnh nhân là gì, có thể B và thể L, đúng không ạ? Thế thì người ta mới đặt trong một cái thể nữa thì gọi là thể DL, tức là borderline nephrocytosis, đúng không ạ? Borderline nephrocytosis là gì? Thế thì đây có hai chữ, đây có hai chữ trong những cái TB, TB, tuberculosis, tuberculosis, TB là gì? Borderline tuberculosis, borderline nephrocytosis, nephrocytosis. Và chưa, đây là phân loại của Ridley và Sumney. Và rõ chưa ạ? Đấy, tôi giải thích như thế rất là rõ. Thế thì người ta thấy rằng là gì, các chị các triệu chứng mắc cái thế này thì nó trong sách đăng ký rất rõ rồi về chúng ta phải học, bởi vì nội chú là yêu cầu phải được phân loại theo cái level cho mình, nhớ chưa? Chương khoa một chỉ cần đối mã hết thôi, nhưng nội chú chúng ta phải sâu, nhớ chưa nào? Thế thì vì cái tiến triển cái này thì 50% tự nó cũng điều trị thì nó cũng khó, có rõ không ạ? Đấy. Thế còn cái này thì nếu như mà điều không điều trị nó cũng có thể khỏi, nhưng mà phần có những trường hợp thì nó có thể chuyển xuống thể sâu hơn, thấp gọi là phản ứng xuống thấp, nhưng thường rất là ít, không có một cái này thì nếu như điều trị hầu như là không khỏi, không ạ, phải cần điều trị nó khỏi, đặc biệt những cái thể này thì càng khó khỏi, và nếu như cái này thì chắc chắn thì không điều trị không bao giờ khỏi được, đấy chưa nào? Đấy. Thế thì đây là cái cách phân loại của hết này của Sony. Thế thì dựa vào cái bảng phân loại này chúng ta sẽ thấy là gì, bệnh nhân của chúng ta quay trở lại úp xem là cái gì, chắc chắn cũng phải để ý rồi, đúng không? Tại vì chúng ta bệnh nhân này đúng chúng ta mô tả thì có rất là nhiều cái
Recording in progress. Đúng không? Như vậy chúng ta không nghĩ đến đề bằng gì, có thể B, L và thể L, L thôi. Đó là thế thì B, L cũng có những trường hợp của cách chẩn đoán là B, L và L nó khác nhau ở chỗ nào. Thứ nhất là L, L cái số lượng của dương nó lan tỏa hơn, nó có tính chất đối xứng chứ nó không có tính chất hai bên. Để B, L thì nó có tính chất hai bên nhiều hơn là tính chất đối xứng. Ví dụ như ở bên này nó có thì chỗ này cũng có, nhưng mà có thể nó không đối xứng tách biệt của bên này, có hiểu không ạ? Nhưng L, L thì cũng đúng như là nó cần đối xứng một phần. Thì ở cái thứ hai đó là gì, B, L tổn thương có u phong nhưng không phải là một chỗ, mà chủ yếu u phong kết hợp với cái mảng phụ, cái mảng thì mảng tâm nhiễm hoặc cái tâm nhiễm đó đó ạ. Thứ nữa là gì, thì nếu như mà cái B, L thì cái tổn thương thần kinh nó có thể là gì, nó có rất là nhiều tổn thương hoàn toàn thì không đối xứng hai bên. Đấy. Thế thì ở bệnh nhân này chúng ta thấy là gì, hàng hai bên tai rất là nhiều, chứ mà toàn hai bên tai gần như nhau cả. Thế còn trên người chúng ta thấy hai cái tay của nó thì nó teo ra hết trước đấy có tổn thương, đúng không ạ? Thế mà bây giờ nó khi nó cùng đề rất nhiều khi chúng ta điều trị đỡ rồi nó sẽ chúng ta chỉ ra như vậy. Thế thì và thứ nữa là gì, cái xét nghiệm, đúng không? Xét nghiệm thì ở chúng ta gặp ấy, hôm trước chúng ta làm gì, xét nghiệm khoảng nhiều nhất là 5 cộng, đúng không ạ? Thế nhưng trên giải phẫu bệnh của chúng ta có xem rất là nhiều những tế bào gọi là tế bào nước sốt, tức là cái tế bào khổng lồ mà có rất là nhiều cái tế bào khổng lồ nó chặt tất cả những cái vi khuẩn ở trên đó, mà chúng ta có xem được cái bức ảnh đấy không? Rồi trong to thì vừa xong nhỉ, vừa xong bên này, vừa xong bên đây, chúng ta thấy này rất là nhiều những tế bào khổng lồ, cái không không to lên được hả em? Chụp người đây, đây đây là khổng, đây đấy những cái tế bào bên là cái tế bào khổng lồ đây này, đấy nhớ, và trong này nó chặt tất cả những cái vi khuẩn trong đấy, nó phải năm sáu cộng đấy, đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái tất cả những tế bào đấy, đây là chúng ta thấy cả những tế bào đây. Đây là cả cái tế bào đây, khổng lồ đây, tế bào khổng lồ đây. Thì vi khuẩn nó trong nội tế bào mà. Đó. Mà lượng như là vật thò thế là. Không biết cái tờ nào kế một triệu, cả tệ kiểu. Anh thấy em ở đây rồi. Đã sao rồi? Làm việc nào? Đã sao rồi? Rồi cho anh em thôi, anh kia thì nó như con đấy, như vậy là rất là rõ, là vi khuẩn là như vậy. Ở trước thì chúng ta nói về đánh cái giường mới được gì nhá, không phải lẫn cụt sủ con lộn lên. Rồi hai cái kia đâu luôn hai cái. Lúc đầu ta chẩn đoán bệnh nhân này là một cái phát là phải mở tài khoản ra luôn để chuyển tiền, chuyển nó luôn. Chết luôn. Trẻ đau. Yêu cầu các bạn xem qua Zoom tắt mic đi ạ. Rồi. Đấy là cái quay trở lại bệnh nhân này thì là như vậy, là chúng ta xác định nó có thể là một cái bệnh nhân thể LL được chưa nào? Đấy là cái điều đầu tiên tôi nói. Khi có cái sơ đồ này tôi nói thêm một chút xíu nữa. Thứ nhất là cách phân loại của Madrid năm 1953 người ta chưa làm bốn thể, đúng không? Thứ hai là Madrid còn chưa minh cái sơ đồ này chúng ta nắm chắc. Sâu hơn nữa rất là nhiều những cái tác giả người ta cái này một chút cần biết thôi, người ta còn chưa ra làm hai thể thì LL. Thì ta gọi là cái thể LLP, gọi là LL polar và LL superpolar là dưới cực, được chưa? Thì nếu nó tức là nếu mà dưới cực thì nó không còn một tí nào thì miễn dịch nữa, và tổn thương nó lan tỏa toàn thân, gần như nó lan toàn thân mà vi khuẩn cũng là 6 cộng và điều trị nhiều khi cái phản ứng là nó rất là dễ dàng. Còn cái mà là cái polar này thì nó lại là có
tổn thương nó lan tỏa nhưng nó vẫn còn những cái vùng đang làm nhiều hơn là những cái vùng mà tổn thương. À, còn những cái trường hợp là sắc cơ lơ thì nó sẽ lan tỏa hơn. Tuy nhiên cái này rất sâu và cũng không cần thiết mà các bạn phải nắm được. Tôi chỉ nói thêm thôi. Còn cái T này thì nó cũng chia ra làm hai thể. Cái T này, sắc cơ lơ, tức là gì? Trên cực. Cái này nhiều khi nó không chịu di chuyển. Đấy, còn cái này gọi TT polar, đấy, nó là khí cực, còn cái trên cực, hai cái nào khác nhau, sub polar thì ở dưới, cái sub polar là trên, có hiểu không ạ? Thế nhưng mà để cho đây là cách phân bản mà chúng ta phải học, nhưng mà trên thực địa ấy, thế nhưng mà nhiều khi ở chúng ta những cán bộ y tế là bác sĩ, những cái bệnh viện, những tỉnh không biết là cái để đê được cắt vối đấy thì để cho mà vấn đề ứng dụng trong quá trình điều trị à thì người ta chỉ muốn xét nghiệm dương tính người ta điều trị âm tính người ta điều trị, tức là người ta chia ra hai nhóm trên thực địa để phục vụ cho các điều trị. À, các anh chị nếu mà với trung tâm một cái nhớ không chẩn đoán được thôi không sao, có xét nghiệm thì dương tính người ta điều trị, âm tính chúng ta điều trị được các đồ gọi là thiết bị cả. Và đó là các phí chương phong 1, đấy là về đi thi, thì nắm chắc chúng ta biết, chúng ta làm, chúng ta không phải có nhiều đấy, bệnh nhân đi nhiều cái phong, làm cho xét nghiệm vi khuẩn. Thế và nếu như vi khuẩn mà dương tính, chúng ta xếp vào đó nhiều vi khuẩn. Nếu vi khuẩn âm tính, chúng ta xếp vào nó ít vi khuẩn. Các người điều trị, các người không những bài học, với giờ có, chúng ta sẽ nói với người không nữa về điều trị. Tôi muốn là được giải rất là sâu cho anh chị nắm được. Bệnh viện đa khoa trung ương phải chẩn đoán cái gì, thể gì, những cái tuyến tỉnh thì chẩn đoán thể gì. Và trên thực địa chúng ta cần phải làm gì để chúng ta đơn giản hóa đi. Có rõ không ạ? Nhớ. Đấy là cái mà chúng ta chẩn đoán ở bệnh nhân này phong thể LL. Thứ hai nữa là gì, ngoài cái một câu hỏi đặt ra là gì, nếu như bệnh nhân chỉ mắc bệnh phong không thôi thì làm sao bệnh nhân lại uống nước, có hiểu không ạ? Đấy mà rõ ràng chúng ta xem cái bản này là chảy lên sỏi máu có đúng không ạ? Thứ hai là gì, một cái đồng nghiệp của chúng ta trước đây chẳng nói là viêm da cơ bản, giá cái yếu tố đó nếu như chúng ta chỉ cần phong không thôi thì có đủ hay không? Không đủ, bởi vì nếu chỉ có phong thôi làm sao không uống, đồng nghiệp chúng ta chuyển đến có thể nó biết đâu đấy nó xảy ra đồng thời cái phong, hoặc là trước cái phong thì sao, đồng thời chúng ta có chẩn đoán đúng thì sao, có hiểu không ạ? Thế thì quay lại cái hình ảnh của bệnh nhân đi, đúng không ạ? Đây là điều trị sau vừa đúng không? Cái hôm trước ấy nó đỏ rất là nhiều. Đây, nó phong không như này đâu, đúng không ạ? Đấy. Thế thì thứ nhất là gì, chúng ta xem cái tổn thương này là gì, nhưng có nứt này, đúng không ạ? Có khô này, có vảy này, có ngứa này, đúng không? Đấy. Thế thì có phải là viêm da cơ địa như đồng nghiệp chúng ta chỉ nói không? Vì nếu như viêm da cơ địa của người lớn thì làm sao? Thứ nhất là gì, da thì nên khô là đúng rồi. Thế nhưng mà thứ hai nữa là gì, nếu như mà viêm da cơ địa ở người lớn thì đúng không ạ? Thế như vậy là gì? Nếu như bệnh nhân không có viêm da cơ địa thì chắc chắn đây là một cái eczema do cái gì khác, nhưng không phải eczema của viêm da cơ địa. Có rõ không ạ? Thế thì bệnh nhân này làm rất là nhiều các kinh nghề khác nhau, thì cái ngứa này có thể là gì? Chúng ta thấy ở mũi này, cái anh này, cái chút cái gì đấy, chúng ta thấy rằng một cái eczema, một cái viêm da được tiếp xúc trong cái gì đấy, đúng không ạ? Thế như vậy là gì? Bệnh nhân phong này thì có một cái phong là một, hai có sau đó có phải một cái chúng ta tiếp xúc gì đúng không? Có rõ không ạ? Bởi vì bệnh nhân làm nghề đào vàng, có một thời gian làm nghề đào vàng, sau đó thì người ta đi về làm ruộng. Chúng ta nghĩ ở nhà quê nhiều khi có cơ khám rất là nhiều trường hợp bệnh nhân đến tiêm chủng ở đây này, người người ta hỏi tôi chả làm cái gì cả, thì khai thác mãi luôn người ta gọi là tôi có đi cắt cỏ, cắt cỏ thì các cái cỏ mà cỏ thứ hai nữa là gì, hỏi xem người ta có trồng cái cảnh rừng, trồng cái cảnh rất nhiều, chúng ta loại trừ các
Như vậy là bệnh nhân này thì theo tôi thì có phải bệnh nhân có một cú phong kết hợp một cái viêm da tiếp xúc hay không? Thế thì mới giải thích được cái triệu chứng, à giải thích được đồng nhiệt da trước đây chẩn đoán là viêm da tiếp xúc và giải thích được cái nước của bệnh nhân phong. Thế câu hỏi là ra này, sau bệnh nhân phong này còn mất cảm giác thì mất, còn bệnh nhân phong mất cảm giác không phải là mất toàn bộ cảm giác trên da, chỉ mất cảm giác ở những vùng thần kinh chi phối hoặc những cái vùng có tổn thương thôi. Thế còn những cái vùng khác thì cảm giác người ta vẫn có thể bình thường. Cho nên ở vùng tay này nếu như có tổn thương của dây thần kinh quay, không ạ, không có bị cái tổn thương của cái dây thần quay thì cái vùng tay này chỉ vùng các cái vùng da khác mà những vùng bệnh nhân vẫn có cảm giác bình thường với thần kinh. Nhưng nó cũng sức mạnh như thế có rõ mà nhớ. Một câu hỏi đặt ra là gì, tại sao mà bệnh nhân vào đây không có điều trị viêm da tiếp xúc, điều trị mỗi cái phong thôi mà cái tổn thương ở tay nó giảm đi, có đúng không ạ? Tại sao thế? À bệnh nhân dùng có cái quýt thì điều trị đi, tân hồng mong muốn đi qua cái quýt thì nó sẽ giảm cảm gì cũng như thôi, có rõ không ạ? Nhớ. Cho nên đấy là cái mà chúng ta phải rất là rõ khi mà bệnh nhân như thế này. Thứ hai nữa, thứ ba nữa, bệnh nhân có hồng mắt hút không? Đấy, đúng không ạ? Chúng ta chẩn đoán phân biệt đây này. Cho nên là nếu như mà đấy, cái hồng mắt, cái nút này chắc là rõ điển hình. Đây là cái nút của cái phong 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 nó khác với thanh thể. Đây, tục lao. Và nó tương tự như Trung Quốc. Đấy. Nếu như cái nút của cái hồng ban nút ở trong lao ấy thì nó thường khu trú ở vùng extremity, tức là vùng cẳng chân hoặc là vùng cẳng tay. Đấy. Thế nhưng mà ở bệnh phong ấy thì chủ yếu nó khu trú đấy, nhưng mà nếu như mà cái phong, cái phản ứng phong, hồng ban nút của phong ấy mà nó mạnh thì nó có thể lan ra toàn thân, có thể ở trên thân mình được, đúng không ạ? Thì cho nên là gì, nó khác luôn. Nhá, là ít khi mà nó có thể ở trên thân mình ít lắm, trùng cả chân, đang những cái trùng bệnh nhân và chúng ta xác định cái lao nó thủng ở cả tay hoặc là cả chân, cái cả chân thì nó thường ở cái vùng mặt ngoài chứ không phải nhiều. Thứ hai nữa là một cái thể thường hồng ban nút thì nó ít khi mà ban nút thì như nghỉ nó cũng không được, nhưng trong lao thì có một cái thể người ta gọi là hồng ban đóng ban ngay, nó có thể đấy, hiểu chưa nào? Thế ở những cái trường hợp như thế này đây, chúng ta nhìn thấy tổn thương cơ bản nó là cái quả nó lúc đầu thì nó ở sâu dưới da, sau khi tiến triển nó nổi cao dần lên, không ạ? Thứ hai nữa là thì nó lúc đầu thì da bình thường, sau đó thì nó màu đỏ, sau đến lúc mình được điều trị thì chúng ta sẽ cảm nó thâm để nó sẽ có để lại cái vết thâm, không ạ? Thế mà một cái triệu chứng rất quan trọng để phân biệt nguyên nhân kẻ cái khác đó là gì? Nếu như cái nhỏ đấy còn là một cái viêm còn khác thì nó thường là ở đau nhức rất là nhiều. Thế còn thì bởi vì chúng ta phân biệt nhức khác và đau khác, cái đó mà. Thế thì nhưng ở trong cái bệnh phong này nó không nhức mà chỉ đau thôi, là tự nhiên. Thế mà nó có thể là đau tự nhiên. Thế mà đặc biệt là khi mà chúng ta trong bệnh nhân đứng thì chúng ta đau nhiều hơn, hoặc là chúng ta sờ vào, chúng ta tay vào thì nó sẽ đau nhiều hơn. Và chúng ta chỉ cần dùng tay chúng ta biết trên cái tổn thương đã đau rồi, đấy chưa nào? Như vậy chúng ta có thể phân biệt được, như tôi đã nói, phân được hồng ban nút cho phong này, do với lao này, đúng không ạ? Thế và cái đặc điểm của cái hồng ban nút, các cái hồng ban nút khác thì chúng ta cũng đặt ra ở bệnh nhân này, ví dụ như do cái dị ứng thuốc, đúng không ạ? Là bởi vì có liên quan đến các thuốc, một số các cái thuốc và cái viêm mạch có thể gây ra hồng ban nút. Thế nhưng mà hồng ban nút ở do thuốc ấy thì nó không giải giảm cái viêm này, đúng không ạ? Đấy. Nếu đặc biệt ở trong cái lao thì phải khi dùng viêm là hát thì nó cũng có thể gây ra hồng ban nút, không chịu được cái viêm này. Thế mà một số cái HCQ, một số các cái thuốc mà người ta gọi là thuốc stress nó cũng có thể gây ra hồng ban nút như thế này, đúng không ạ? Thế thì bệnh nhân này chúng ta là chỉ những cái hồng ban nút trong thuốc rồi. Thế còn cái hồng ban nút trong lên đầu dẫn đến cả phụ nữ, đúng không ạ? Thường do cái chúng mà đang bị cái estrogen tăng lên thì có thể những cái lên đầu, đúng không ạ? Như vậy là do lao này, do phong này, do thuốc này, do lên đầu này. Và một cái nguyên nhân năng có thể gặp đó là hồng ban nút trong cái
các bệnh tự miễn và về phần cái gọi là cái bệnh ung thư gan đỏ, đúng không? Thì chúng ta không nghĩ đến cái hồng gan nút cho cái các cái khác ở đây không có đâu, đúng không? Thế thì đây là một bệnh nhân tổn thương như cái này là điển hình một cái nguyên nhân về mặt lâm sàng rồi. Thế còn nguyên nhân của do con thì bệnh nhân này có cái gan nút. Có điều là chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với cái mà gọi là gì phản ứng liên cấp. Thế thì trong phân người ta có ba cái phản ứng và phản ứng khác nhau. Một là cái phản ứng gọi là phản ứng người ta chia làm hai nhóm. Một là do cái miễn dịch như là tế bào. Thứ hai là nhóm miễn dịch thể, đúng không ạ? Nên miễn dịch trung gian tế bào thì nó có hai loại khác nhau. Một là gì? Phản ứng liên cấp. Hai là phản ứng trung cấp. Nghĩa là gì? Khi vi khuẩn vào cơ thể rồi, vào miễn dịch kém đi, vi khuẩn phát triển lên thì nó chuyển thể từ thể nhẹ sang thể nặng. Còn phản ứng liên cấp là gì? Là phản ứng khi vi khuẩn vào cơ thể rồi, không ạ, bệnh nhân được điều trị hoặc là trong miễn dịch tăng lên, thế thì nó chuyển từ thể nặng đến thể nhẹ, có hiểu không ạ? Nhưng vậy như thế, ví dụ trước đây bệnh nhân mắc thể B, không, bây giờ bệnh nhân được điều trị rồi, một thời gian sau chuyển thể thành chuyển thể T hoặc là chuyển thể khỏi luôn. Thế nếu như bệnh nhân thể B, nó gọi là thể trung gian đấy, nếu như bệnh nhân không được điều trị nó có thể chuyển thành các cái thể L, thể LL, cái phản ứng xuống cấp này nó rất ít gặp. Cho nên là gì, người ta đề cập nhiều đến cái phản ứng lên cấp nhiều hơn. Có rõ không ạ? Thế và cái phản ứng thứ hai nó liên quan đến cái phản ứng cái này không phản ứng này thế thì hôm trước tôi đã nói rồi, nhưng mà hôm nay thì có thể tôi sẽ nhắc lại cho các bạn trong cái bài phân biệt của cái phản ứng lên cấp và phản ứng xuống cấp. Về bản chất của cái phản ứng lên cấp và cái hồng gan nút, cái phản ứng hồng gan nút liên quan đến cái gì? Okay. Đấy, cái đây câu hỏi này là câu hỏi thi của các bạn ấy nhé. Cái phản ứng mà gì lên cấp thì nó liên quan đến cái gì? Chúng ta thấy bảng hai cái đấy các bạn chỉ biết như thế thôi, đã được một điểm rồi. Một bên là 0,5 điểm đấy. Thứ hai là gì? Cái thể bệnh nó có thể xảy ra nếu như phản ứng lên cấp thì hay gặp ở thể B, BT, thể TT hoặc là thể BT. Có sáng lại tiếp nhé. Được rồi, đúng rồi. Đấy. Thế còn đi phản ứng xuống cấp thì nó hay gặp ở thể phản ứng mắt nút, hay gặp ở thể LL, thể BL và có thể gặp ở thể BB. Có rõ không ạ? Nhớ. Đấy. Tức là cái thể nào nó xuất hiện, phản ứng nào nó xuất hiện ở thể nào. Các bạn nếu không biết được như thế, đa đại được thì hai điểm rồi, rất là đơn giản, đúng không ạ? Thứ ba nữa là gì? Về cái sinh thiết, đúng không ạ? Về mô phần học thì chúng ta thấy là gì? Đối với cái phản ứng lên cấp thì trước đây các cái tổn thương nang nó không điển hình, ví dụ như bệnh nhân ở cái thể BB nang nó không điển hình, nó chỉ có tế bào bán liên, nó không có tế bào ít tế bào khổng lồ, rồi có tế bào lanh phôi tổ chức sơ, nhưng bây giờ nó chuyển đến lên cấp thì cái nang nó sẽ điển hình hơn, nó rõ mà đầu phải chuyển thể, cho nên là gì, nó sẽ có nhiều tế bào bán liên hơn, nó có thể có tế bào khổng lồ, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là gì, cái nang nó sẽ rất là điển hình. Nhưng nếu như mà phản ứng hồng gan nút thì nó không có cái nang nào hết cả, bởi vì nó là cái tổn thương viêm của mạch máu, có rõ mà. Thế cho nên chúng ta sẽ thấy là các tổ chức của nó thì cái tổn thương không phải là một sâu hoặc là thiếu có thể có tổn thương nó. Thế mà thứ hai nữa thì tổ chức viêm rồi collagen rất là nhiều, đặc biệt là tổn thương ở cái vùng gọi là toàn mạch máu và cái hồng gan nút thì nó y chang là cái viêm mô mỡ, đúng không ạ? Đó là viêm tắc và là xếp tăng, tức là cái tắc tắc của các cái ô nhé. Đấy, cái tổn thương rất sâu. Ở đây có không? Đây là tắc của tổn thương, đây là cái tổn thương của cái hồng gan nút thôi. Đấy là nó mình phải có bệnh hồng gan nút, đây là hai kiểu viêm tắc, đúng chưa nào? Đây chúng ta thấy không nào?
đây là cái vùng thượng vị nhé, đúng không? Đúng rất là đúng không? Cái sinh tiết vừa xong ấy là cái tủy dương nó của trên tủy dương của xong thì chúng ta sẽ thấy tủy dương dây dương và cái tâm nhiễm các thứ, đúng không? Ở vùng thượng vị có thể ở vùng trung vị nông. Thì ở đây thì đây chúng ta sẽ thấy là thì đây là ở trung vị, đây là phần trung vị rồi, đúng không? Đấy. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đấy, ở đây là cái vùng mà bắt đầu có tổ chức mỡ rồi, bây giờ trung vị nông nó tăng lên, cái tủy dương nó nổi lên. Tôi mới nhìn lúc đầu ấy thì nó sẽ là ở cái vùng tổ chức mỡ trung vị nông, trung vị sâu, và nó nổi nổi dần lên, trong lúc đầu nó ở sâu chúng ta không sợ thấy, đúng không ạ? Thế đây chúng ta thấy là cái tổ chức có rất là nhiều các cái mảnh máu nó bị tổn thương đấy, rất là nhiều các mảnh máu, đúng không ạ? Tác động là viêm, cái khoảng này là do cái mảnh máu này nó bị đẩy cái hồng cầu ra chống nó đó mà nhá. Đấy, và rất là nhiều các cái các cái bạch cầu xung quanh cả cái ổ đấy, thế là cái hồng mắn. Thứ nữa là về mặt lâm sàng thì hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Nếu có cái hồng mắn nút nó là cái mô duyên chúng tôi vừa mô tả, họ ở cẳng chân có thể là cái cẳng chân, thế rồi là thì nó xảy ra xong thì xong cái thời kỳ điều trị thường này, đúng không ạ? Đấy. Thế mà cái bệnh nhân có thể có sốt, thế nhưng đối với cái hồng cái từ nước của cái phản ứng lên cấp ấy, thì là gì? Nhưng có thể xuất hiện các cái tổn thương mới ngoài những tổn thương cũ, có thể xuất hiện tổn thương mới, nó không phải là những cái lô duyên mà cái tổn thương chúng ta thấy là xuất hiện tổn thương mới, nó có thể nổi từ cấp bì hoặc là trung tâm, hoặc nó đỏ, không ạ? Mà nó cũng không có, có thể có đau nhức nhẹ cái tổn thương, chủ yếu là gì, nó có thể có đau nhức thần kinh. Nhưng mà cái tổn thương mới như thế không phải là tổn thương mới, mà nó do là những cái tổn thương nó đã có cái tổn thương cũ rồi, trước đây chúng ta không nhìn thấy về mặt lâm sàng. Thì khi có cái phản ứng đó thì nó sẽ nhìn thấy rõ tổn thương không có đó mà. Đấy là cái mà là khác biệt. Thứ nữa là gì, cái về cái xảy ra nó hay xảy ra đâu? Đối với cái hồng ban nút thì nó hay xảy ra trong quá trình điều trị và sau khi điều trị. Tại sao như thế? Là bởi vì sao? Trong quá trình điều trị khi chúng ta bởi vì lúc miễn dịch của cơ thể, miễn dịch tế bào thì nó chưa đủ diệt các loại vi khuẩn. Thì khi chúng ta cho thuốc vào, nó uống thuốc thì vi khuẩn bị diệt và nó giảm công tác kháng viêm. Thì lúc đó nó mới có cái phản ứng miễn dịch để gây ra cái hồng ban nút, cho nên nó thường xảy ra, có thể xảy ra ở trước khi điều trị. Thế nhưng mà nó thường xảy ra ở trong quá trình điều trị hoặc là sau quá trình điều trị. Thế cho nên có rất là nhiều những trường hợp bệnh nhân điều trị xong rồi cái phản ứng nó vẫn cứ dai dẳng như thế. Bởi vì vi khuẩn nó không được giải, nó vẫn còn ở trong tổ chức. Thế cho nên gây ra phản ứng như vậy. Còn đối với cái phản ứng mà ở lên cấp thì nó có thể xảy ra trước khi điều trị, nhưng mà thường có thể xảy ra trước khi điều trị. Trong quá trình điều trị nó cũng có. Thế thì có rất là nhiều những trường hợp bệnh nhân, nếu như chúng ta có các anh các chị nếu mà có đi làm người thực địa thì sẽ thấy rằng là có những cái trường hợp bệnh nhân đến với chúng ta khám nó đã có hết các phòng bệnh, tức là nếu có những cái trường hợp bệnh nhân nó lên phản ứng trước đấy mà bệnh nhân cũng nghĩ rằng là nếu bị phong gió bệnh nhân nói như thế, nếu bị có phong tay là bị gió nhưng thực sự không phải, thì bệnh nhân có cái cơ thể bị cấp từ trước đấy và người ta không nhận ra, không điều trị được những cái đó, rõ không ạ? Được chưa? Đấy là cái điều mà nó khác nhau về cái thời điểm xuất hiện. Thế còn thì cái đối với cái mất nút thì tôi chỉ có nói luôn là không có liên quan đến chỉ cấp B. Đó là gì? Tại sao mà cái lúc mà bệnh nhân này đến với chúng ta khi điều trị người ta bỏ thuốc? Trước đây thì anh em tưởng tượng là gì? Bệnh nhân rất sợ uống thuốc. Bởi vì thể MV rất nhiều. Bởi vì bệnh nhân bảo thuốc uống thuốc của bác sĩ thì là nó nổi quả lên, nó cứ rất đau và tôi bị bỏ quắc bị tàn tật. Là bởi vì sao? Khi mà chúng ta dùng thuốc như thế thì mất nút nó xảy ra thì nó sẽ có cái gọi là vi khuẩn bị diệt với cái vùng ăn hút. Thế thì nếu chúng ta không theo dõi được nó gây ra là tàn tật, không phát hiện sớm. Thế cho nên là gì, bệnh nhân bảo là vì uống thuốc của bác sĩ mà tôi bị tàn tật như thế này, cho nên người ta không uống. Thế cho nên phải đưa ra cái biện pháp là làm gì, phải uống thuốc trước mặt bệnh nhân, có rõ không ạ? Trước mặt thầy thuốc nhá, phải uống thuốc trước mặt thầy thuốc
nhân viên y tế là như thế, tại vì có những người ta vẫn mang về người ta cũng không đủ. Đấy là một trong những cái lý do mà cái phản ứng của bạn nước hoặc là cái phản ứng nâng cấp nó xảy ra sau khi uống thuốc các kiểu ca như vậy. Lý do nhiều khi các thầy phải nói rằng là tại sao bệnh khoa lại phải uống thuốc trước mặt nhân viên y tế là như thế. Thành ra thì trước đây một trong những lý do là gì, để những trong lịch sử thì chúng mình rất là đắt tiền, có những cái trường hợp nhân thì hai viên thôi thì người ta đã có tiền, người ta đủ có thể bắt khỏi được, thế cho nên là gì, người ta không dùng thuốc, người ta dành được tiền bán ra ngoài nên được rất nhiều gì mà người ta phải dùng những trong lịch sử, người ta biết đấy để bán ra ngoài nên người ta có tiền, người ta không uống được bao nhiêu tiền, chúng ta thì là không khí, thế nên một nguyên nhân thuốc thôi để nên phải uống thuốc trước mặt nhân viên đang tiền, có rõ không ạ? À đây phản ứng lại một rồi đúng không, về lâm sàng thì chứ phản ứng lại là sốt cao biết ảnh hưởng không phải đâu, phản ứng không phải một, có những cái trường hợp biết như này thì không biết là như nào, nhưng mà về cái phản ứng lại một này nếu như phản ứng nặng đi thì nó vẫn rất cao, rất ảnh hưởng đấy, cho nên là gì. Về kết quả hải sư cũng phải có thể chứng tỏ tốt hơn, đúng rồi, chắc chắn rồi, cái phản ứng ngoại không chuyển thể thì chỉ có tiếp tục. Một cái điều nữa là gì, chúng ta đúng rồi, có những cái trường hợp như thế, cả hai cái phản ứng bắt nút và phản ứng cấp người ta cũng chia ra là ba mức độ khác nhau, mức độ nhẹ, mức độ trung bình và mức độ nặng, đúng không ạ? Nên nếu như mức độ nhẹ nghĩa là gì đối với phản ứng hồng ban nút thì nó chỉ có một vài cái tổn thương về lưu vi mô lưu bờ thôi. Thế còn thì bệnh nhân có thể có viêm dây thần kinh nhưng mà thường rất là cao, rất là ít ở thể trạng hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Đối với cái thể gọi là phản ứng liên cấp thì nó chỉ có một vài cái tổn thương cũ nó nổi đỏ nên thôi, có thể cũng có tổn thương mới. Thế mà dây thần kinh có thể hơi đau nhất nhẹ nhưng cũng toàn trạng bình thường. Đối với thể trung bình thì mức độ cái hồng ban nút có thể từ 10 đến 20 cái tổn thương, không ạ? Đấy. Thế và cái dây thần kinh thì có thể có rất là nhiều các tổn thương dây thần kinh, nó sưng lên hoặc ngoại nhưng nó không phù nề nhiều mà nó có đau nhức một chút xíu. Thể trạng nên có thể có sốt, có mệt mỏi. Đối với cái hồng ban phản ứng lên cấp thì cũng thế, có thể là gì cái phản ứng cái tổn thương cũ nó nổi lên, đấy là mức độ vừa. Thế mà nó có thể có xuất hiện một vài tổn thương mới, đúng không ạ? Đến dây thần kinh thì có thể có viêm nó chắc, nghe chưa? Thế mà nó có thể có nhạy cảm một chút xíu, một có thể một vài cái tổn thương dây thần kinh có bị viêm. Đối với cái thể nặng thì ảnh hưởng thể trạng rất là nhiều, nên sốt mệt mỏi, đúng không ạ? Thứ hai là cái tổn thương đối với hồng ban nước thì rất là nhiều, trên 20 tổn thương, có thể là 100 tổn thương trên một bệnh nhân, đúng không ạ? Đối với và cái dây thần kinh thì rất nhiều dây thần kinh thì có thần kinh to mềm và rất nhạy cảm, đấy cái phản ứng đối với thể nặng của dây vẫn là như thế. Đối với cái dây đối với tổn thương cái thể nặng của cái gọi là phản ứng lên cấp thì sao có thể có xuất hiện rất là nhiều tổn thương mới, tức là tổn thương cũ nó có rồi, nó biểu hiện lại khi nó và thứ hai nó hay gặp ở những cái bên B của những nhiều hơn những cái C nó cũng nhiều tổn thương, mà trước đây với B mà cái tổn thương đấy nó gọi là sắp đi mít tức là không như thế mà mình sang bây giờ có cảm thấy rất nó nhìn thấy rõ hơn. Và cái thần kinh tổn thương ấy thì không phải nó có thể có nhiều tổn thương kinh nhưng mà nó không nhiều mà muốn của cái người bên một tổn chất mà nó xuất lên nhưng mà lại là chất và nó chỉ có tổn thương không có tính chất thần kinh không có chất đối xứng là bởi cái phản ứng nó không đồng đều ở mọi nơi, có hiểu không? Thế mà cái dây thần kinh thì có thể chỉ một hoặc là vài tổn thương thôi, nhiều tổn thương thì lúc phản ứng như vậy phản ứng nó nhiều, nhưng mà đấy là sự khác biệt của cái dây thần kinh tổn thương trong cái mà lúc cũng như là trong cái phản ứng cấp và đó mà. Thế như vậy là chúng ta sẽ chia ra ở ba mức độ của cái phản ứng ở bên trong phản ứng mà lúc và phản ứng lên cấp. Như vậy là gì, quay trở lại bệnh nhân này, khi mà nói về cái phản ứng hồng ban nút hoặc là phản ứng nguyên cấp thì bệnh nhân này không có phản ứng nguyên cấp, đó không ạ? Bởi vì trước đây cũng đã có chẩn đoán một lần mà phản ứng nguyên cấp, chúng ta không biết kỹ rồi mà không thể có cái phản ứng như thế này, có đúng không? Không thể sai dạng như thế được, thần kinh không thể co đều như là bên cái
đấy là cái điều mà chúng ta loại trừ ở bệnh nhân này. Như vậy thì bệnh nhân này có phải có phản ứng sưng cấp hay không? Có phải là sưng cấp đúng không? Tại bởi vì nếu như mà phản ứng sưng cấp thì vi khuẩn nó sẽ mới đi, nó sẽ rất là nhiều hơn đấy. Em mới đi dương tính rất rất nhiều hơn đấy. Có đúng không ạ? Ví dụ trước đây nó một cộng thì phản ứng sưng cấp bây giờ có thể là cái pH sẽ nhiều hơn, và thứ hai là cái BI thì em mới đi sẽ dương tính ở mức độ nhiều cộng hơn chứ không sưng cấp. Như vậy là gì? Bệnh nhân này quay trở lại, nếu mà loại trừ cái phản ứng lên cấp, loại trừ phản ứng cấp thì chỉ có bệnh nhân chỉ có cái phản ứng phổi và phản ứng thôi, đúng không ạ? Dựa vào lâm sàng như thế thì như này, như này bệnh nhân có sốt, có mệt mỏi nhưng mà chúng tôi không phải là nhiều, như vậy là tấm tự nhiều chứ không phải là nhiều, đúng không ạ? Các anh chị ngày xưa tôi ở bên chợ bên người có những bệnh nhân ở mức độ nặng như toàn thân như là cái cổ cái gọi là cái thể nặng gọi là hydrocephalus, tức là cái thể của nó là cái mô tả ở bên cô ở bên cổ tử vong, thế thì mình ngồi rất là nhiều, đau nhức rất là nhiều, sốt liên liên truyền liên rất rất cao, nhưng chủ nhân thế thì ở bệnh nhân này quay trở lại chúng ta thấy rằng bệnh nhân đến bây giờ chúng ta sẽ là chẩn đoán là một cái phong thể L, vâng, có cái phản ứng phong và nút đúng không ạ, đồng lượng và kết hợp với chúng ta và rõ mà như vậy là đừng nói rõ. Thế mà một cái nữa là gì, đã đủ chưa? Chưa đủ là bởi vì sao? Bệnh nhân đã được điều trị hơn 12 tháng rồi đúng không? Nếu chúng ta mới dừng lại ở cái gọi là bệnh nhân phong thể L, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là gì? Có cái chúng ta tiếp xúc, thứ ba là cái đường ăn nút độ vừa. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ không nói hết được cái bệnh án ở cái thời điểm hiện tại. Tình trạng của bệnh nhân là hiện tại đủ nguyên nhân trong tóm tắt bệnh nhân đã được điều trị đủ 12 tháng rồi. Và bây giờ bệnh nhân có cái phản ứng như thế, như vậy là bệnh nhân đã dừng thuốc rồi, thì chúng ta phải thêm một câu nữa là gì? Bệnh nhân phong thể LL có cái hàm ăn nút trung bình, chúng ta tiếp xúc và bệnh nhân đã được điều trị ở 12 tháng, đúng không ạ? Đấy, thì nếu đúng là cái lúc đó thì là cũng để có thể chẩn đoán được đủ 3 tháng rồi. Thế bây giờ với cái hàm ăn nút như thế thì chẩn đoán như vậy, không ạ? Thì chúng ta cần phải làm cái gì? Thì hôm trước chúng ta đã trình bày, chúng ta đã làm lại cái đấy nhé, ngay sau đấy rồi, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì? Chúng ta lại làm cái MRI rất là quan trọng để xem mức độ nó như thế nào, không ạ? Thế thì ở bệnh nhân này thì đã điều trị 2 tháng rồi, pH là 5 cộng. Thứ hai nữa là gì? MRI thì chắc. Cái vấn đề này chúng ta cũng phải xem xét rất là kỹ, xem có phải pH MRI 1% hay không, dương tính hay là âm tính, chúng ta cần kiểm tra, đúng không ạ? Bởi vì nếu như MRI mà không thì chúng ta không được điều trị nữa, là vì phác đồ nó đủ rồi, vi khuẩn bị thoái hóa hết rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ theo dõi. Nhưng nếu như MRI mà còn dương tính một cộng, chúng ta phải đặt ra hai vấn đề. Có một là gì? Bệnh nhân có cái kháng thuốc hay không, đúng không ạ? Đấy. Thứ hai là gì? Bệnh nhân điều trị không đầy đủ, không đủ 12 tháng, đúng không? Thế thì quay trở lại vấn đề MRI bạn gái với MRI dương tính hay dương tính, tôi có được nghe rằng hôm ấy thì nói rằng là người thì bảo là hết rồi, em được bằng không, người thì bảo nó có, đúng không? Với thái độ của một nhà lâm sàng ở trên cái tuyến trung ương, nếu mà cái bệnh đã như thế thì chúng ta hướng về em đi điều trị nhiều hơn, có rõ không ạ? Là bởi vì thứ nhất là nếu chúng ta khẳng định đấy là em đi âm tính, nó không bị sụn nữa, nhớ cái nó dương tính thì sao, có đúng không? Thứ hai nữa là gì? Nếu như chúng ta đến nhà dương tính, chúng ta phải đi tìm thực sự xem bệnh nhân có bỏ thuốc hay không, bệnh nhân uống đều thì chúng ta phải tìm xem bệnh nhân có kháng thuốc hay không. Thứ hai nữa, nếu như không có kháng thuốc, chúng ta cho thêm 10 hay 2 tháng nữa cũng không sao, bởi vì trước đây này điều trị hết rồi. Có hiểu ý tôi nói không ạ? Nhớ,
Thế cho nên là gì, khi mà hội chẩn như thế thì nói rằng là có người chúng ta làm ốm, có người chúng ta nhà lâm sàng, chúng ta sẽ hướng về cái vết mòn hơn là cái không. Giả dụ như mai do này nó không, chúng ta dùng thuốc là có đó mà đấy. Thế thì đấy là cái xét nghiệm. Thế như vậy là gì, chúng ta sẽ ở bệnh nhân này như vậy là bệnh nhân phong thể LN có hồng ban nút trung bình, có cái chúng ta tiếp xúc nữa và MRI dung dịch pH là 1, pH là 5 cộng và MRI là dung dịch cực. Có đúng không? Chẩn đoán dung dịch như thế có đồng ý không ạ? Nhá. Thế bây giờ chúng ta mình vấn đề nữa, chẩn đoán như thế có được chưa, đã đủ chưa, đã đủ chưa, đã đủ chưa, hoàn hảo chưa? Rồi chú năm qua đã đúng rồi, với bệnh nhân phong thì chúng ta lại phải để chẩn đoán xem có cái tàn tật hay không. Nhớ chưa ạ? Nhớ hôm trước chúng ta đã thử cái cảm giác của bệnh nhân phong này rồi đúng không ạ? Tàn tật độ 1, thế nào còn lại tàn tật độ 1? Khi bệnh nhân có mất cảm giác hoặc là ở các mạng, hoặc là ở lòng bàn tay bàn chân, hoặc như thế thì gọi là tàn tật độ 1. Nhớ chưa ạ? Tân độ tàn tật này chúng ta phải thử ở ba nơi, chúng ta không thử tổ chức thì đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta dựa vào cái cảm giác ở giác mạc lần một, thứ hai là lòng bàn tay lòng chân nhá. Đấy, thế thì nếu như mà không mất cảm giác ở nơi nào hết thì là cảm thấy không có rõ ạ. Thế nếu như mà mất cảm giác ở một trong ba nơi đó thì chúng ta tận chức nên là tàn tật độ một, đó mà chỉ cần một trong ba nơi thôi chứ không phải tất cả ba nơi nhé. Có thì nếu như mà có bất kỳ một trong ba nơi đấy mà có mức cảm giác đúng không ạ, thì là có các cái đủ khác nữa, ví dụ như có rét đúng không ạ, ví dụ như có cồn trùng, ví dụ như có cỏ đúng không ạ, đấy thì chúng ta xếp bệnh nhân vào trước đây thì có độ ba nhưng bây giờ chỉ có độ không, độ một, độ đó mà đấy. Thế bệnh nhân này tàn tật có độ một là bởi vì sao? Là bởi vì bệnh nhân có cảm giác ở đâu nhỉ? Ở đâu? Hai bàn tay, nếu chúng ta phải thử, nếu mà đúng mà cảm giác ở hai bàn tay thì chúng ta phải thử tại sao chúng ta phân độ như thế, là bởi vì sao? Thứ nhất ý, là nó nếu mà chúng ta không phát hiện ra cái tàn tật thì bệnh nhân sẽ có những di chứng. Nếu bệnh nhân nó tàn tật độ không thì chúng ta phải không cần phải có cái phác thảo gì cả. Nhưng đối với những trường hợp mà mất cảm giác ở mắt chẳng hạn thì cái nguy cơ nó sẽ có tàn tật có nhiều hơn, ví dụ như viêm kết mạc, viêm giác mạc, người bị loét, người bị mù, thế cho nên chúng ta phải có biện pháp phòng trị. Nếu như mà bệnh nhân bị mất cảm giác ở lòng bàn tay bàn chân cũng thế thôi, vào lòng bàn tay đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, cái nguy cơ bị bỏng rất là nhiều. Thế mà bỏng nó sẽ dẫn đến loét, nguy cơ mất cảm giác lòng bàn tay bàn chân, người ta sẽ có một cái khi mà mất cảm giác như thế không ạ, thì người ta sẽ đặc biệt có một số cái trường hợp mà người ta còn cái keo cơ nữa không ạ. Thế thì nếu mà mất cảm giác ở mặt tay, người ta sẽ một trong những cái mà rất là hay gặp đó là gì, nếu như mà chúng ta có mất cái cảm giác ở mặt tay thì chúng ta làm tổn thương di vật nó sẽ chắc hơn bình thường, tức là người ta phải dùng một cái lực mạnh hơn bình thường, có hiểu không ạ? Thì ví dụ như chúng ta còn cảm giác này, chúng ta sẽ sử dụng cái lực vừa phải để cầm đúng không? Thế nhưng mà những cái bệnh nhân bị mất cảm giác thì chúng ta phải chặt, có đấy những bệnh nhân ho phải rất chặt đó, chúng ta đi được. Thế thì khi cầm nắm chặt như thế thì cái lực nó sẽ dồn lên một số các cái điểm chủ yếu, đặc biệt là một số những trường bệnh nhân bị có cái keo cơ nữa, đó không ạ? Thì lực nó sẽ dồn lên cái chỗ đó, cái chỗ các cái khớp lưng đốt này, rồi là khớp bàn đốt, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta cứ một lần hai lần thì không sao, nhưng cả đời chúng ta dùng
tìm cái chỗ này nó sẽ dày, nó sẽ dày dần nên nó rét thì nó sẽ gây ra lúc đầu thì đã khi viêm xương thành viêm xương, khi có viêm xương thì viêm tủy, đúng không ạ? Đấy. Thế nếu như mất cảm giác nào mà ra bàn chân của chúng ta, nhưng mà mất cảm giác bàn tay, nhưng mà khi nó đâm vào mà chúng ta cầm một cái vật bỏng nhá, luôn để nó hạ nhiệt đi, chúng ta cho vào nước này. Nhưng ở bệnh nhân phong thì sao, người ta mặc kệ, không vấn đề gì cả, bỏng chả vấn đề gì, có rất là nhiều như cẩn thận với những cái ông ở trên trên cái dân tộc Dao mà cho tay vào nước nóng thì ấy cẩn thận của nhân dân kinh đấy, tôi không nói về phong của nhân dân, cũng rất nhiều nhân dân, có đúng không? Đó, thế thế thì người ta cứ mặc kệ, cuối cùng là gì, nó sẽ cái bỏng bỏng cái viêm rét của họ, thế nên là nên là tất cả những trường hợp bỏng như vậy là bàn tay bàn chân, lòng bàn tay như thế, còn lòng bàn chân cũng là điểm là nếu như bệnh nhân mà bị bỏng không ạ, đấy, hoặc nó mất cảm giác, mất cảm giác thì làm sao chúng ta biết là một là gì, thứ nhất ý, là chúng ta đi hàng ngày rất thì xì xước đúng không, hoặc là nắng phải cai, hoặc là nắng phải cái sỏi nó sẽ xây xước. Nhưng mà nếu như chúng ta nhả thì nó hơi đau thì chúng ta sẽ kiết, đúng không? Nhưng người bên phòng mất cảm giác, người ta mặc kệ, người ta cứ đi bình thường, đúng không? Thế cho nên là gì, khi đi bình thường như thế tổn thương nó ngày càng tăng lên, họ có thể bị nhiễm khuẩn, phải vết. Thế nếu như người ta không có cái gọi là cái tổn thương keo cơ thì không có thể, nhưng mà có tổn thương keo cơ nó thì tiếp một cái chảy chảy ra những vùng mà quá trước quá sau rất dễ gây ra tụt huyết ở cái hiện tại. Thế cho nên là gì, cái phát hiện cái tàn tật độ một đóng vai trò rất quan trọng để phòng tránh cho các cái tàn tật sau, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là gì, nếu như tàn tật độ một này chúng ta phải cảnh báo bệnh nhân xem tàn tật ở đâu nhá, để xem chúng ta có những cái biện pháp cho bệnh nhân, ví dụ như ở tay nè, khuyên bệnh nhân là gì, lúc nào cũng phải nên khi mà đúng lúc cái tay nào, đúng không ạ? Không được dùng nước nóng quá, bởi vì có những cái trường hợp nước nóng chúng ta không để ý đâu, đúng không ạ? Phải nhờ người khác pha nước nóng vào tay xương. Thứ nữa là gì, khi nấu nướng thì cần phải có các dụng cụ, cần phải có từng gói từng gói cầm nắm sắt, ví dụ khoai của cái nồi không được dùng sắt, và đó là không còn nguồn dung vì cái đấy nó dẫn nhiệt rất là nhiều, trong tất cả những cái dụng cụ của bệnh nhân phong sử dụng cần phải được lót, hoặc nếu không được lót vải thì lót những cái vật liệu mà nó cách nhiệt, hoặc là nếu như chúng ta sử dụng bằng cái dụng cụ bằng gỗ nó không chuyển nhiệt được, và đó là đấy là cái mà chúng ta bệnh nhân cái tật tật của một. Thế ở bệnh nhân này thì là gì, đây là bệnh nhân tàn tật đúng không? Thì mất cảm giác bàn tay rất là quan trọng, chúng ta phải giáo dục cho bệnh nhân. Thì đấy là về cái chẩn đoán của bệnh nhân, như vậy tóm lại chúng ta ở bệnh nhân này chúng ta sẽ chẩn đoán phong thể LN đã điều trị 12 tháng, LN hiện tại là 1 cộng kết tập từ bên phòng buồng và bệnh nhân đã được đúng không ạ? Đấy nhá, thì vấn đề chẩn đoán xác định là phân biệt thì không phải phân biệt của cái tất cả, có hai cái phân biệt, có ba cái phân biệt, một là phân biệt chúng ta phân biệt phong các phân biệt phong BL với LL và BB, thứ hai chúng ta phân biệt với cái chúng ta cơ địa và chúng ta tiếp xúc với nhân khi chúng ta tiếp xúc, thứ ba chúng ta phân biệt cái hoàn lúc thành được cái cấp, như vậy là chúng ta đã bước qua cái chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán phân biệt, đúng không ạ? Vấn đề điều trị, ta đưa ra một cái điều trị của bệnh nhân này, thứ nhất ý, là đối với cái phong, điều trị cái phong thì chúng ta sẽ điều trị cái nào với cái bệnh nhân, đúng không ạ? Thứ nhất ý, là chúng ta theo tôi em ấy vẫn dương tính, ta nghiêng như thế, chúng ta phải kiểm soát bệnh nhân có điều trị không điều trị đủ, hoặc dù điều trị đủ hay không, tiếp tục khám bắt đầu em có DT để vi khuẩn cho đến tận đấy là cái quan điểm đầu tiên.
Đấy. Cái thứ hai nữa là gì, chúng ta điều trị như thế thì trong cái phác đồ như vậy là có 20 vitamin C, đúng không? Thứ hai nữa là gì, cho có một viên DS 100mg và clofenamin 50mg một ngày, và có cái tần uống là 300mg một ngày đầu tiên. Cái gì nó như thế, chúng ta phải nắm chắc xem có gì chúng ta cũng biết được các thầy hỏi. Cái gì MB nó có những thứ gì không nói được. Thế thì chúng ta uống cái vitamin C lưu ý là gì? Khi mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta đưa cho bệnh nhân, chúng ta phải cho bệnh nhân uống trước mặt để thuốc 20 vitamin C và 3 viên clofenamin. Đấy, tại sao chúng tôi đã nói rồi, đúng không ạ? Là bởi vì đây bạn này vẫn không ngủ, bạn đi ra nhé. Đúng không? Cảm luôn mà. Đấy. Cảm chưa? Cảm luôn luôn. Nhớ. Đấy là những người nào mà cứ thích thì không ạ? Bây giờ nó lại mất chúng ta. Nhớ. Bây giờ chúng ta nghỉ. Recording.